Vũ Hoàng Hải, Nguyễn Tường Tuấn và Sơn Lê xin thân ái kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trực tiếp trên diễn đàn của Sơn Lê TV. Cái mà ưu điểm nhất của Tổng thống Donald Trump kỳ này mà mình thấy đó là ông can đảm, ông chọn những người không hề có một cái dính líu gì trước với chính trị nhiều quá. Đó, những người rất là trong sạch. Đó, những người mà đi từ thành phần chiến binh đi ra. Tôi chưa có ăn tiền của bất cứ đứa nào hết. Nếu mà tôi vào được cái bộ quốc phòng, việc đầu tiên đó, tôi sẽ tống cổ vài chục thằng tướng lãnh. Thế là mấy anh tướng lãnh ngồi trong đó là sốt vó rồi. Bởi vì nên nhớ rằng là các công ty mà sản xuất vũ khí đó là nó bắt buộc nó phải có cái connection với mấy anh tướng. Và mấy anh tướng mà về hưu rồi đó là sẽ trở thành là ngồi ở trong cái ban tham mưu này nọ, cố vấn này nọ sâu hơn sâu để mà nó trả tiền. Đó. Cho nên rằng là Tổng thống Trump đó, kỳ này đó, ông đúng là ông thay máu. Ông bảo không được. Đó. Tôi chấp nhận là những người này chưa có kinh nghiệm, nhưng mà chưa có kinh nghiệm thì sẽ học thôi. Đó, từ xưa đến giờ đâu phải là chính trị là có kinh nghiệm đâu. À, ngày hôm qua anh có nói chuyện với lại trên chương trình VOA và với mấy cụ già của chúng ta thì các cụ là cứ bám vào cái chữ gọi là kinh nghiệm. Anh thắc mắc, anh hỏi vua Quang Trung của chúng ta trước khi mình lên làm vua mà đánh quân tàu xiển biển ra, ngài có một kinh nghiệm gì về quân sự không? Không có, hoàn toàn không có. Hai Bà Trưng có kinh nghiệm gì về quân sự không? Không có. Đó. Thành ra là cái chữ mà gọi là kinh nghiệm đó là bởi vì cái nghề này nó đòi hỏi một cái thiên tài, một cái khả năng mà ứng biến, một cái đầu óc nhạy cảm, và cái đó nó không có phải vô trong trường nào huấn luyện hết á. Donald Trump đâu có phải là có kinh nghiệm đâu, Ronald Reagan có kinh nghiệm đâu, mà cũng rất là nhiều người ông bổ vô những cái chức vụ cũng chẳng có kinh nghiệm gì hết. Nhưng mà cái đảng Dân Chủ bây giờ đó, họ thành công ở chỗ đó là họ cứ nhồi nhét vào đầu người dân là phải có kinh nghiệm, phải có kinh nghiệm. Nhìn xem thằng này nó mới gọi là thiếu tá thôi mà bây giờ cho nó vô ngồi trong này để nó coi một đống tướng đó thì làm sao mà coi được. Đại loại là những cái lập luận vớ va vớ vẩn như vậy. Nhưng mà nên nhớ rằng là quân đội em nói đi. Mà anh nói hết đi rồi Sơn có cái ý này, tại vì Sơn thấy là anh chia sẻ cái điểm này nó cũng rất là thú vị. Nhưng mà trong cái quân đội Hoa Kỳ đó, những ông bộ trưởng đó đâu có nhất thiết là phải trong quân ngũ đâu. Không có. Có nhiều ông là ở ngoài đưa vô một cái là bùng một cái trở thành bộ trưởng quốc phòng, trở thành bộ trưởng bộ lục quân, bộ trưởng bộ hải quân. Ok, Sơn nói đi. Nói tóm lại là cái luận điệu của họ là bổ nhiệm ai cũng được, nhưng mà phải có kinh nghiệm là một. Thứ hai là phải là một người mẫu mực. Là một người đừng có scandal gì hết. Đó là hai cái tiêu chuẩn mà mặc dù là họ không nói ra nhưng mà nôm na họ chỉ trích và Sơn cảm thấy là đó là những cái điều mà họ muốn. Nhưng mà khi mà nhìn vào cái bức hình chung á, Tổng thống Trump đề cử những người này đó, Sơn thấy là toàn là những gương mặt trẻ, những người mà có nhiệt huyết, những người dám nói, dám làm, những người có năng lực. Và có thể là họ không có cái kinh nghiệm, nhưng mà cái kinh nghiệm từ từ họ sẽ học hỏi được. Và bên kia họ muốn những người mẫu mực hả? Mẫu mực như là ông Biden à? À, ông nói không ai có quyền đứng trên pháp luật, nhưng mà ông đang ngồi trên pháp luật. Ông không đứng nhưng mà ông ngồi. Ông tha bổng cho con ông trong một cái ân xá, một cái bức document mà phải nói là ông rất là cụ thể và ông nêu lên cái ngày tháng là phải tha từ lúc nào cho đến lúc nào. Đó, còn cái chuyện mà đưa ra là có kinh nghiệm. Ok. Hãy bầu cho những bộ trưởng bộ quốc phòng mà có kinh nghiệm, mà chúng ta nhìn vào những cái cuộc rút quân thảm bại vào Afghanistan, những người này có làm việc hiệu quả không thưa anh? Đó là những người tướng 4 sao đó, ngồi ở Ngũ Giác Đài đó. Họ làm như thế nào? Rồi để cho những cái bong bóng của Trung Cộng nó thoải mái mà nó bay lượn ở trong nước Mỹ. À, nó muốn làm gì thì làm. Biết bao nhiêu những cái vụ đó rồi, vừa rồi chưa nói đến cái chuyện mà ông bộ trưởng bộ quốc phòng vướng vào một cái scandal là ông nghỉ phép 7 ngày vắng mặt mà không nói chuyện với ai. Nếu mà chiếu theo cái luật của trong quân đội á, thì rõ ràng là ông đào ngũ. Ông đào ngũ 7 ngày trời. Mặc dù là cái lý do là ông đi chữa bệnh, ông bị bệnh cancer gì đó rồi. Dạ, cancer gì đó, ông ung thư gì đó rồi ông phải đi chữa trị, đúng là ông có lý do. Nhưng mà ông không khai báo cho ai biết hết. Ít ra cấp trên ông phải biết chứ. Còn đây ông vắng mặt 7 ngày trời mà cấp trên không biết là ông đi đâu. Nếu như mà một người chiến sĩ ở trong quân đội mà vi phạm cái điều này, Sơn bảo đảm đuổi thẳng cẳng hoặc là có những cái hình phạt rất là ghê gớm, trừng trị thẳng tay. Tại vì trong quân đội không được làm những cái việc chuyện như vậy. Đâu phải là anh muốn nghỉ là anh nghỉ đâu. Mà còn ông này là bộ trưởng bộ quốc phòng mà ông như vậy thì ông nhận được bao nhiêu cái lời chỉ trích từ bên phía truyền thông của đảng Cộng Hòa. Nhưng mà
Cuối cùng thì ông đâu có từ chức, và ông Biden cũng không bao giờ mà trách móc ông cái điều gì cả. Thì rõ ràng là họ cái tiêu chuẩn họ đặt ra, nhưng mà làm việc có hiệu quả hay không? Cho phép mình nói thêm một câu nữa. Yeah. Có một cái tiêu chuẩn mà vô cùng quan trọng, đó, rất là quan trọng. Tức là cái người mà được đưa ra không cần biết là chó, mèo, gà, vịt gì hết, nhưng mà phải được sự chấp thuận của Đảng Dân Chủ, thì đương nhiên là những người đó trở thành những người có kinh nghiệm. Cái vấn đề nó đặt ra ở đây á, với cái tiêu chuẩn mà đợt ông Trump lần này á, là vì cái câu mà quét sạch đầm lầy. Cho nên họ sợ. Chính vì cái câu mà quét sạch đầm lầy mà ông Trump đã gây, gieo rắc cái sự sợ hãi đối với người đã nhúng chàm. Ở trong Bộ Quốc phòng là 824 tỷ coi như là không có audit được lần thứ 7. Thì những ai nhúng chàm sẽ phải ra đi. Mà cái điều vì sao người ta nói, vì sao trước đây ông này khi mà ông giải ngũ rồi ông xin vào làm Bộ Quốc phòng á, thì trên cơ thể của ông có sâm một cái sâm, mà vết sâm này là vết sâm của những người chiến binh cảm tử, tức là dám làm dám chơi. Chính vì ông tôi đã biết được người này dám làm nên ông không nhận ông này vào Bộ Quốc phòng. Và bây giờ nghe tin ông này lại muốn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì rõ ràng là những cái gì mà ông Trump nói, ông Trump muốn có người thực hành, thì ông này sẽ thực hành theo ý muốn của ông Trump. Chính vì lẽ đó mà bên Dân Chủ họ bằng nhất khoát họ nói rằng là họ đoàn kết với nhau, không chuẩn chi. Và họ còn thắng sẵn sàng họ nói mà nếu mà bên Dân Chủ mà mua chuộc được 6 người bên Thượng Viện nữa là coi như xong. Là tất cả những nhân vật nào mà bên Dân Chủ không đồng ý là coi Donald Trump không thể bổ nhiệm được. Thì chính đây là cái mà phải nói rằng á, là cái mà ông Trump rất khó xử. Cho nên ông đang chọn nước cờ với DeSantis để xem coi hai bên như thế nào. Nhưng mà trước mắt đó là Peter Hatchett là khó khăn rồi. Vì Cộng Hòa 6 người đấy đó. Thì bây giờ ông Trump phải đưa ra con bài. Và nếu nói về kinh nghiệm, như là Angela có nói vấn đề ông Bộ trưởng. Vừa rồi ông vắng mặt mà bên Cộng Hòa nói ông đúng ra ông phải từ chức. Vì nếu ông vắng mặt lúc đó mà Iran, Bắc Triều Tiên, Nga nó biết ông được vắng mặt á, nó bắn vũ khí hạt nhân rồi ai? Ai chịu trách nhiệm? Đó, nếu mình nói về lỗi, chính Bộ trưởng vừa rồi là mắc lỗi, ông phải từ chức. Nhưng mà ông Joe Biden cũng xề xòa cho qua. Chắc chắn là ông Joe Biden không có chịu trách nhiệm rồi, thưa anh. Thì đấy, thế thì bây giờ nói thẳng ra là vì những tay nhúng chàm, vì ông Trump là người dám làm, do đó họ rất sợ những người dám làm, những người này sẽ thực thi cái kế hoạch của ông Trump. Cho nên thà rằng họ chặn trước còn hơn. Chính vì lẽ đó mà bây giờ ông Trump ngày hôm nay mới đưa cái tên DeSantis ra để coi như là dò hỏi là ở chỗ đó. Anh nói rất là đúng. Khi mà nhìn vào cái nội các của ông Joe Biden đó, đưa ra những cái tiêu chuẩn mà theo cái ý của họ, nhưng mà làm việc thì rất là yếu kém và không hiệu quả. Mà khi mà làm việc không hiệu quả, mà thậm chí là xảy ra những cái điều sai sót, khiến cho 13 binh sĩ của Hoa Kỳ phải tử trận. Không phải là tử trên chiến trận, mà là vì một cái chết rất là vô lý, rất là ngu xuẩn, mà cái chuyện đó có hoàn toàn có thể ngăn ngừa được. Rồi cái chuyện mà ông vắng mặt nữa, không ai đứng ra để mà gánh hậu quả hoặc là chịu trách nhiệm cả. Mà ngay cả cái chuyện gọi là khai trừ một người, ông cũng không dám làm. Còn khi mà Tổng thống Trump là một người mà ông ấy có một cái mindset, một cái tư duy là một người businessman, một nhà kinh doanh. Nếu anh làm được việc, tôi giữ lại anh. Nếu anh không làm được việc, anh đi chỗ khác chơi. Để cho người có năng lực vào làm. Thì họ lại chỉ trích cho rằng là ông Trump là một kẻ độc tài, là một kẻ phát xít. Không hiểu nổi cái luận điệu của họ. Ok, bây giờ thì chắc là chúng ta đã nói cái chủ đề này hơi nhiều rồi. Xin phép cho Sean move on đến một cái chủ đề khác trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ông Netanyahu của Israel đã phản ứng sau khi mà Tổng thống Trump cảnh báo là phía Hamas sẽ trả một cái giá rất đắt nếu như họ không chịu thả những con tin của Hoa Kỳ. Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu ủng hộ lập trường mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump đối với Hamas, cho rằng ông Trump đang ở nơi đúng liên quan đến tình hình với các con tin. Netanyahu nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump đã đặt trọng tâm đúng chỗ vào Hamas, chứ không phải là vào chính phủ của Israel. Tổng thống Trump kêu gọi Hamas phải thả tất cả những con tin trước khi mà ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, và bày tỏ sự thất vọng và việc thiếu hành động kể từ cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tổng thống Trump tuyên bố nếu các con tin không được thả thì sẽ có all hell to pay ở Trung Đông. Dịch nôm na ra tiếng Việt là các bạn sẽ trả giá bằng một cái địa ngục rất nóng. Không biết dịch như vậy có đúng không?
Nhưng mà hiện tại thì Hamas đang giam giữ 101 con tin, trong đó có 7 người dân Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tài chính của Israel là ông Smotrich cũng đã bày tỏ sự ủng hộ cho cách tiếp cận của Tổng thống Trump, ủng hộ việc tăng cường áp lực lên Hamas để bảo đảm việc giải phóng các con tin. Bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Trump hôm ngày thứ Hai không nêu chi tiết cụ thể, nhưng có vẻ như là ám chỉ những con tin vẫn bị Hamas giam giữ tại Gaza. Ông nói như sau, xin lỗi, ông viết như sau: mọi người đều nói về những con tin đang bị giam giữ một cách bạo lực, vô nhân đạo và trái với ý muốn của toàn thế giới ở Trung Đông, nhưng tất cả chỉ là lời nói mà không có hành động. Ông lại tiếp tục nói, nếu những con tin không được thả trước ngày 20 tháng 1 năm 2025, ngày mà tôi tự hào nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, thì Trung Đông sẽ phải trả một giá rất đắt mọi cuộc đời. Và đối với những kẻ chịu trách nhiệm đã gây ra những hành động tàn bạo này chống lại loài người, ngày 20 tháng 1 ám chỉ ngày lễ nhậm chức của Tổng thống Trump sau chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng trước. Ok, xin mời hai anh đưa ra ý kiến về cái vụ việc này. Chúng ta đã thấy là trước khi mà, trong cái mùa bầu cử, trước khi mà cái ngày bầu cử đã đến, chưa biết là ai thắng ai thua, thì chúng ta đã nhớ lại là Tổng thống của, chắc là Thủ tướng Netanyahu đã ghé thăm DC, và thay vì gặp bà Kamala Harris thì ông đã đến tư dinh của Tổng thống Trump. Lúc đó là vẫn trước ngày bầu cử, chưa biết ai thắng ai thua, thì dường như là hai người đã có một cái mối quan hệ khăng khít. Và ông Netanyahu đã đoán đúng là Tổng thống Hoa Kỳ trong tương lai sẽ là Tổng thống Trump. Thôi mời anh Hải đi, xin anh cho ý kiến. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì đài Fox News đã lên loan báo rằng là Tổng thống Trump sẽ cử một đặc phái viên của mình đến Trung Đông để bàn thảo về vấn đề giải Gaza. Và đây là một cái điều mà chưa có trong tiền lệ. Nguyên tắc là khi nào mà ông lên làm tổng thống thì ông mới cử, đây ông cử trước, là trước khi nhận nhiệm sở ông mới cử đi một người là coi như là làm việc trước cho ông, tức là kích hoạt cái việc làm của ông. Thì ngày hôm nay á, rõ ràng ông Trump ông nói là phải thả ra, nếu không thả thì phải trả giá bằng máu đó, hell to pay, là trả giá bằng máu. Và đã tuyên bố rằng bất cứ ai mà giết hại một công dân Hoa Kỳ, làm hại họ hay là o ép họ thì đều phải trả giá hết. Và đây là cái giá mà ông đặt ra, cho nên đặc phái viên của ông chuẩn bị tới bên đó để coi như đàm phán. Và nguồn tin nói rằng là một số người này không phải là giam giữ tại Hamas đâu, có thể giam giữ tại Iran. Và điều này mấy tháng trước bên Hamas đã nói rồi. Thế thì bây giờ người ta không biết rằng là những con tin này đang giam ở đâu. Và ngày hôm nay người ta cũng đưa ra một số hình ảnh mà khi quân Israel tấn vô công vô các đường hầm á, thì có 6 người chết. Bên Hamas nói rằng là tại vì bên Do Thái tấn công vào cho nên mới giết chết người này. Thì bây giờ Hamas có dám chơi trò này nữa hay không? Có thể họ lấy lý do là tại vì bên Israel tấn công vô thì bây giờ 7 người Mỹ chết rồi là vì Do Thái đó, chứ không phải vì chúng tôi. Nên là một con bài cân nhắc rất là gay cấn. Mà bây giờ người ta đang đổ lỗi cho Biden là tại sao những nhiệm kỳ của ông 4 năm, tức là những ngày tháng cuối cùng, ông hứa với mọi người là ông sẽ đưa về mà ông không làm gì hết. Và đặc biệt khi ông Trump lên rồi là ông Biden cũng lờ luôn. Ông chẳng nhắc nhớ gì cái chuyện con tin nữa. Thế thì ông Trump phải nhảy vào. Và ngày hôm nay, ông Trump đã chính thức, đây là một lời tuyên chiến đối với lại Hamas. Mà đây ông không nói rõ ràng là Hamas nhá. Ông nói là phải trả. Ông nói không nói rõ ràng là ai hết, mà nguồn tin nói rằng là Iran. Và có thể cái câu nói của ông là ông nhắm vào Iran chứ không phải là nhắm vào Hamas. Đấy. Và nếu không trả thì coi như ai mà giam giữ là phải coi chừng. Trước mắt ông Donald Trump đã tuyên bố là sẽ bao vây kinh tế Iran. Không ngóc đầu lên được. Và tất cả những ai làm ăn với Iran đều bị phong tỏa luôn. Đây là một lời đe dọa, nhưng mà đe dọa có chủ đích và đe dọa có thể làm. Chính vì điều này bây giờ Iran đang cân nhắc là có phải thả hay không. Nếu không thả mà ông Trump mà ông nói nếu đủ bằng chứng là coi chừng là ông có thể chuyển đổi cái chế độ Iran luôn, chứ không phải là đơn giản đâu. Mà hỏi bây giờ nhé, ông Khomeini, rồi ông Tổng thống, ông sống vì cái gì? Vì quyền lực. Ông còn ngồi ghế ông tồn tại. Mà nếu không thả ra với lý do nào đó mà ông Trump tấn công, xóa sổ cái chế độ này, thì rõ ràng mất hết không?
có một điều. Chúng ta cứ tưởng như là khi mà Tổng thống Trump bổ nhiệm ai thì bên truyền thông đối lập họ mới phản đối thôi. Và khi mà Tổng thống Trump nói là bên kia, kẻ thù của nước Mỹ phải thả ngay con tin của Hoa Kỳ ra, thì Sơn có cảm tưởng như là ok, cái điều này thì tất cả mọi người phải đồng ý đúng không? Tất cả những truyền thông, ngay cả đảng Dân Chủ họ cũng phải đồng ý với điều này chứ, tại vì đây là một cái thỉnh cầu đẹp. Ai mà không muốn con tin của Hoa Kỳ được thả ra và trở về tự do với gia đình của họ. Nhưng mà chúng ta hãy nghe những lời sau đây. The far right surging. It isn't just happening here. But let's bring you back to the US and to our local gangster, Donald Trump. Gangster. He's not even president yet and he's already... Họ gọi Donald Trump là gangster, là một kẻ giang hồ hoặc là một kẻ trong băng đảng. Chứ không phải là tổng thống nha, không gọi là President Trump mà là gọi là gangster. Spending his time sitting in his golden palace Mar-a-Lago, muscling other countries like he's Tony Soprano with a social media site. Doing things like reportedly debating whether or not to invade Mexico, threatening BRICS countries, Brazil, Russia, India, China and South Africa with 100% tariffs if they don't commit to trading in dollars and not their own currencies. Demanding Hamas release all hostages being held in Gaza before his inauguration, or there will be, quote, all hell to pay in the Middle East. I want to thank President Trump for anh Tuấn, anh nghĩ như thế nào khi mà truyền thông đối lập Tổng thống Trump đưa ra những cái lời răn đe cho một cái tổ chức khủng bố như là Hamas, là những kẻ mà tấn công giết người một cách tàn khốc và bắt giữ con tin Hoa Kỳ tại Trung Đông, mà thay vì có những cái lời khích lệ động viên thì họ vẫn tiếp tục chỉ trích, lên án và gọi Tổng thống Trump là một kẻ băng đảng, gangster. Anh nghe anh có chịu được không? Anh nghĩ như thế nào vấn đề này? Cái cuộc bầu cử này đó là chúng ta phải xem là cái lá phiếu của cử tri bầu cho ai. Và chắc chắn là chúng ta thấy ngoài cái đảng Dân Chủ là bị thiệt hại nặng nề nhất thì là cái đám truyền thông báo chí coi như là bị đánh cú này là rất là nặng. Người ta không còn tin nữa. Và cho đến giờ này đó, hàng tuần anh vẫn đọc những cái thông tin là truyền hình Fox đó là lại vượt qua cả MSNBC, vượt qua cả NBC, vượt qua cả ABC, hay là bằng cả ba cái nơi đó cộng lại. Thật ra cái đám truyền thông Dân Chủ bây giờ đó, họ không còn cái con đường nào khác hết. Họ cứ tiếp tục chống, là vì tại sao? Nó sẽ có một số những người mà thù ghét Trump thì số đó sẽ ở với họ. Nếu mà bây giờ mà họ chờ đó, họ nói theo đó thì họ mất cái đám đó. Mà đừng có hòng mà gọi là có cái đám mà ủng hộ MAGA hay là những người quay trở về. Thành ra đây họ ở cái thế là họ sẽ phải tiếp tục. Đó, thành ra rằng là mình không cần phải chú ý lắm đến cái số người đó. Quay trở về cái chuyện mà Tổng thống Trump nói đó, thì có một cái điều đó mà mọi người phải thấy. Tổng thống Trump, ông nói là ông làm, chứ không bao giờ mà ông nói không hết. Ông nói là ông làm. Và ông đã chứng minh cho, trong quá khứ chứng minh cho rất là rõ ràng rồi. Một anh tướng, nhân vật số 2 của chính quyền Iran đi ra khỏi phi trường bắt đáp, bùm, từ trên trời sét đánh rơi xuống, xong. Đó. Tức là ông quyết định hết và ông làm được hết. Và lúc này đúng như là anh Hải nói, có một cái điều đó, thực sự rằng là Hamas bây giờ là tàn rồi. Không còn gọi, không còn cái sức mạnh của một Hamas ngày xưa đó. Mà Hamas bây giờ chỉ còn là một cái nhóm. Và ngày hôm nay đó, lại có một cái bản tin nữa đó. Tức là những cái tội mà lãnh đạo Hamas đó, nó đã có một cái chỉ thị ngầm cho tất cả những quân nhân của nó, những người làm việc dưới quyền đó, những cái nhóm mà gọi là giữ tù binh ấy, nó bảo là nếu mà có động tĩnh gì các bạn không cần phải chờ lệnh của tôi, xử hết, bắn hết mấy thằng đó. Thì anh nghĩ rằng là cái câu nói đó là một cái câu nói trong tuyệt vọng, câu nói trong tuyệt vọng. Đã. Và thứ hai đó, anh tin rằng là giữa Tổng thống Trump với lại Israel đã có một cái kế hoạch mà rất là tinh vi mà mình không biết được. Mình không biết. Nên nhớ là tình báo của Do Thái Mossad là rất là nổi tiếng. À, nổi tiếng nhất thế giới. Họ có thể nghĩa là họ tìm ra được tất cả các thứ. Cho nên trong thời gian vừa qua đó, những người lãnh tụ gì hàng đầu của Hamas gì đó, cứ từ từ là bị đốn hạ thôi chứ không có cái gì hết. Thật ra có thể kỳ này đó là sẽ có một cái... chuyện mà phản công rất là ghê gớm, không phải là để đi kiếm mấy cái thằng quỷ đó để mà giết đâu, mà có thể là những cái lò nguyên tử của Iran đó sẽ bị tấn công. Và không chừng đó, nếu mà cái kia này mà họ có bằng chứng rõ ràng đó là Iran giữ đó, thì mạng của nhà đại giáo chủ Khomeini cũng có thể rằng là sợi chỉ treo trên, không phải là chuyện đùa, là vì Do Thái đủ khả năng để làm cái chuyện đó. Sở dĩ từ trước đến giờ họ không làm đó là vì vấn đề quốc tế,
là về vấn đề là chính quyền Biden đó là chơi cái trò đu dây không có dám thế này thế nọ. Còn bây giờ với lại Tổng thống Trump đó, ông là cái người đầu tiên mà ông cho phép và ra lệnh là tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở Tel Aviv rời về Jerusalem. Mà thưa tất cả các bạn đó, Tel Aviv với Jerusalem nó chỉ cách nhau có 30 phút đi xe buýt thôi. Anh đã từng đến đó, anh đi từ Tel Aviv đến trước cửa tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Jerusalem. Chỉ có 30 phút thôi, rất là gần. Mà từ trước đến giờ đó, bao nhiêu là Tổng thống đều hứa hết. Ok, sẽ đưa tòa đại sứ Hoa Kỳ về Jerusalem, nhưng mà có cụ nào dám làm đâu? Không có. Ông Trump làm. Đó. Và cái điểm cuối cùng mà em muốn nói đó, Hoa Kỳ không thể để mất Do Thái được. Do Thái là cái quốc gia đồng minh duy nhất, trung thành nhất, vững mạnh nhất mà Hoa Kỳ có được. Để mất Do Thái là mất Trung Đông, mất tất cả các thứ. Đấy là cái vấn đề. Thành ra rằng là chính quyền Mỹ đó, Cộng Hòa hay Dân Chủ đó, tại sao mà Joe Biden đó là cứ phải đi nước đôi, nhưng mà đâu có dám bỏ Israel đâu, đâu có dám nói là cắt viện trợ đâu, cho kẹo cũng không dám nói. Đó. Thế nhưng mà cản trở cái bước đi. Còn bây giờ đó, Tổng thống Trump đó là coi như là câu nói đó là câu nói bật đèn xanh với lại Israel đó. Không cần gửi quân Mỹ, không cần. Chỉ cần nghĩa là một cái click một cái thôi. Đến đúng cái ngày đó mà nếu mọi chuyện không xảy ra, chúng ta hãy chờ. Anh nói đúng, tại vì ông Netanyahu đã nhiều lần nói rồi, chúng tôi không cần quân đội Hoa Kỳ đến đây để mà hỗ trợ. Không cần quân đội Hoa Kỳ boots on the ground yểm trợ chúng tôi, chỉ cần là các bạn đồng ý, chỉ cần là các bạn viện trợ vũ khí cũng như là những cái trang thiết bị cho chúng tôi là đủ rồi, nhiêu đó không là đủ rồi. Và đây có thể là một cái sai lầm cho chính quyền của ông Joe Biden. Tại vì như anh nói đó là họ đã đi một cái nước cờ, họ đu dây. Họ không muốn bị mất những cái số phiếu của cử tri Hồi giáo ở đây. Họ đã có rất là nhiều những cái nỗ lực để mà làm sao mà làm hài lòng hai phía cử tri. Mà trong khi Tổng thống Trump thì không cần làm như vậy. Ông rất là thẳng thắn trong cái việc mà tôi sẽ ủng hộ Netanyahu. Và rất là quyết liệt lên án Hamas. Ông đã nói là all hell to pay. Đây là một vị Tổng thống rất là cứng rắn, rất là quyết liệt. Không giống như là chính quyền của ông Joe Biden cứ ốp ốp mở mở không biết là sẽ làm gì, cứ muốn làm hài lòng mọi người. Và cái điều này nó rất là đáng sợ. Nó không có bật đèn xanh cho phía Do Thái Netanyahu để mà thẳng tay triệt để tiêu diệt cái đám khủng bố này. Trước khi mà đi đến anh Hải thì chúng ta hãy nghe nốt cái lời nói chuyện của ông Netanyahu. Strong statement yesterday about the need for Hamas to release the hostages, the responsibility of Hamas, and this adds another force to our continuing effort to release all the hostages. Thank you, President Trump. Ông nói thank you, President Trump. Anh Hải, anh cảm thấy thế nào khi mà cái sự cam kết giúp đỡ cho Do Thái từ phía chính quyền Tổng thống Trump và ông Netanyahu đã bày tỏ cái sự cảm kích đó, và chắc là bây giờ nó tạo thành một cái khối liên minh không thể nào mà sức mẻ được, thưa anh? Chúng ta đã biết là ông Netanyahu đến Hoa Kỳ, ông nói một câu đó. Người Do Thái đấu tranh là đấu tranh cho người Mỹ. Đó, bên Hồi giáo họ nói họ tiêu diệt Do Thái và tiêu diệt nước Mỹ. Cho nên Do Thái là đấu tranh cho người Mỹ. Cho nên người Mỹ phải giúp đỡ người Do Thái bằng cách cung cấp vấn đề vũ khí và tài lực. Và khi ông Trump tranh cử, ông nói là chỉ có ông là người mới bảo vệ cái toàn vẹn lãnh thổ cũng như là sự sống còn của Do Thái. Nếu mà bà Harris mà lên á, thì trong vòng 2-3 năm Do Thái có thể bị tiêu diệt. Và chính vì câu nói này mà vừa rồi một số người Do Thái nói rằng á, họ phải chọn lựa một trong hai. Dù rằng họ không thích ông Trump, nhưng mà ông Trump là người bảo vệ Do Thái tốt nhất. Chính vì lẽ đó mà lá phiếu vừa rồi mà ông Trump được nhiều hơn là thứ nhất. Điều thứ hai, hiện nay á, có nguồn tin vừa rồi anh Tùng có nói đó. Ngày hôm nay nó đưa ra mấy người bị chết, nó nói là tại vì Do Thái tấn công. Tấn công vừa người con tin chết là tại Do Thái, không tại nó. Thì bây giờ người Mỹ còn 7 người. Mà không biết là nó có chơi trò đó hay không. Cho nên ông Trump mới ra thông điệp này cứng rắn, nói rằng không cần biết sống hay chết. Mà những người này mà không đưa về đó là coi như tao lý do là tao tấn công. Và cái câu nói của ông nhắm lại phần lớn là Iran chứ không phải Hamas. Hamas thì chúng ta đã biết nó gần như tan rã rồi. Thì bây giờ có nguồn tin nói rằng là bên Do Thái đó, họ cũng manh nha là có thể họ biết được cái con tin Mỹ ở đâu. Bằng cái cách gọi là từ trường đó. Cái kỹ thuật Elon Musk, điều đó có thể. Cho nên họ ra tối hậu thư lần này là lần chót. Và nếu vì 7 con tin này mà không trả, không có đưa ra, thì có thể xóa sổ Iran không chừng. Mà cái mục đích tiêu diệt Iran nó đã nằm trong
đầu người Do Thái từ lâu rồi. Do Thái nói rằng nếu mà Iran có đầy đủ vũ khí hạt nhân, không cần Mỹ cho phép Israel tấn công trước, vì sự sống còn của người Do Thái. Và bây giờ đã có sự đồng ý của ông Trump rồi. Và bây giờ đây là lời tuyên chiến. Và đồng thời ông Trump cho thông báo biết rằng không ai được đụng đến con tin người Mỹ, không ai được có quyền giết công dân người Mỹ. Nếu ai làm điều này phải trả giá, và phải trả giá bằng máu. Nên bây giờ đang lên trên cái bàn cân để xem Iran họ tính toán vấn đề này như thế nào. Họ có đồng ý trả bậy người Mỹ hay không? Và trong đó còn 101, tức là có cả một số nước Đức, Anh, Pháp nữa. Đây một bài toán đang gọi là so găng giữa lại Hoa Kỳ, phương Tây với lại phía bên Hamas cũng như Iran. Đây là một lời đe dọa mà chúng ta biết rằng là Trump là người dám làm. Do đó hiện nay á, hai bên đang đi gọi là deal với nhau, là coi như là hai bên thương thảo. Chính vì vậy mà đặc phái viên của ông Trump sẽ đến bên vùng Trung Đông trong nay mai là điểm đó. Và chúng ta nghĩ rằng là ông Trump quyết liệt. Và lần này là chỉ có ông Trump mới giải quyết được vấn đề mà thôi. Vì đó dù muốn dù không, thì bên Iran phải trả lời cho Hoa Kỳ biết rằng là những con tin này có được thả ra hay không. À, anh Tuấn, không biết là anh có muốn bổ sung gì về cái topic này nữa không ạ? Ồ, anh nghĩ là đủ rồi. Anh nghĩ rằng là mọi chuyện như vậy chúng ta cứ chờ từ nay cho đến ngày 20 tháng Giêng không lâu đâu. Yeah. Và chắc chắn là tin vui sẽ đến trước ngày đó. Rất là hay. Không biết là từ bây giờ cho đến ngày nhậm chức của Tổng thống Trump thì sẽ có những cái biến cố gì xảy ra trên thế giới này hay không? À, đó là hai cái tin tức mà Sơn Lê đã soạn ra trong ngày hôm nay. Không biết là ngoài những cái tin này ra thì hai anh có điều gì muốn bổ sung nữa không? Hy vọng gặp gỡ tất cả anh chị em MAGA ở các nơi này, Arizona và ở Oregon. Đó là cái thông báo của Phong. Và bây giờ quý vị, chúng ta bước qua cái phần thảo luận mỗi buổi sáng của chúng ta. Quý vị, trong ngày hôm qua thì Bắc Kinh sau khi mà phía Joe Biden đã áp dụng việc giới hạn tất cả việc xuất cảng semiconductor, tức là chất bán dẫn cũng như là chip điện tử và các phụ tùng chế tạo chip điện tử qua cho Trung Quốc, thì Bắc Kinh đã có phản ứng, và phản ứng này nó gồm hai ý nghĩa. Thứ nhất là phản ứng với cái lệnh giới hạn của Joe Biden, và thứ hai nhằm đối phó với cuộc chiến mậu dịch sắp tới mà Tổng thống Trump quay trở lại chiến trường. Trong đó thì Trung Quốc đã bắt đầu cấm xuất cảng các loại nguyên liệu dành cho việc xuất cảng các cái nguyên liệu, mà trong đó bao gồm những cái nguyên liệu chế tạo semiconductor cũng như những nguyên liệu có thể chế tạo về ngành quốc phòng đối với Hoa Kỳ. Quý vị, đây là cái bản tin mà chúng ta có được trong ngày hôm qua. Quý vị, Trung Quốc ban cấm xuất cảng các cái loại hợp chất và các cái nguyên liệu gọi là gallium, germanium và antimony tới Hoa Kỳ. Bản tin từ ở Reuters cho biết thì Trung Quốc đã ban lệnh cấm xuất cảng tới Hoa Kỳ các cái loại sản phẩm nào mà có liên hệ tới các cái hợp chất, các cái nguyên liệu gồm có gallium, germanium và antimony, và tất cả những cái nguyên liệu cứng có thể hỗ trợ cho cái những cái sản xuất về quân sự. Bộ Thương mại của Trung Quốc đã đưa ra vào ngày thứ ba, một ngày sau khi mà Washington đã ra lệnh gọi là dập tắt việc xuất cảng chip điện tử qua Trung Quốc. Và Bắc Kinh trực tiếp cái gọi là sử dụng tất cả những cái loại mà đa dạng này, trong đó chỉ ra cái vấn đề an ninh quốc gia và quyền lợi quốc gia và có hiệu lực ngay lập tức, trong đó sẽ được duyệt xét về những cái sản phẩm này xuất cảng qua Hoa Kỳ. Và trong việc mà xuất cảng các cái gallium, germanium và antimony cùng với là những cái nguyên liệu cứng vào Hoa Kỳ sẽ không được cho phép, đó là một cái lệnh từ Bộ Thương mại của Trung Quốc. Và việc này gia tăng sau khi mà Bắc Kinh đã bắt đầu cái vai trò của họ là có cuộc đối đầu với lại ông Joe Biden trong vấn đề gọi là semiconductor, và chuẩn bị cho một cái cuộc đối đầu kinh tế với lại Tổng thống Trump khi mà ông quay trở lại chính trường. Tuy nhiên thì hiện nay có một số những cái không có một cái mặt hàng nào của Trung Quốc mà có thể gọi là gửi cái germanium và gallium tới Hoa Kỳ trong năm nay và trong tháng 10, và có ít nhất là 4 tới 5 cái thị trường lớn về vấn đề nguyên liệu trong năm nay Trung Quốc đã bắt đầu cho thấy như trên. Đây được xem là một trong những cái quyết định của Trung Quốc đưa ra ngay sau khi mà ông Joe Biden đã ra lệnh Bộ Thương mại của Hoa Kỳ là giới hạn chip điện tử qua cho phía của Trung Quốc. Quý vị, như vậy thì giống như tôi đã nói trong cái chương trình trước đây là Trung Quốc đã bắt đầu ra tay. Và giống như tôi nói là Hoa Kỳ đi trước về kỹ thuật, tức là Hoa Kỳ và các đồng minh nắm về kỹ thuật của AI, tức là của trí tuệ nhân tạo, trong đó họ nắm những cái kỹ thuật sản xuất về chip điện tử và chất bán dẫn, cũng như là cái máy móc mà sản xuất này nằm ở tay của Hà Lan, của Nhật và của Hoa Kỳ cũng như của Đức. Và quý vị, tất cả những công ty này đều là đồng minh của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ đã bắt đầu ra tay để cản trở và không để cho Trung Quốc sử dụng cái trí tuệ nhân tạo áp dụng vào cái lĩnh vực quân sự của họ. Và giống như tôi nói là Bắc Kinh đã sử dụng cái AI và đang tìm cách phát triển AI, tức là trí tuệ nhân tạo, trong lĩnh vực quân sự để hiện đại hóa quân đội của họ.
Trong khi đó thì các cái kỹ thuật này, cái việc mà áp dụng AI này, nó vẫn dùng tới chip điện tử và semiconductor, tức là chất bán dẫn. Chất bán dẫn tôi có thể, hôm trước tôi có giải thích một lần. Tôi có giải thích một lần cho quý vị. Chất bán dẫn tức là cái loại hợp chất mà trong đó nó được pha chế, mà đặc biệt là quý vị, nó dẫn nhiệt rất nhanh và giảm nhiệt rất nhanh. Nó gọi là chất bán dẫn. Quý vị nhìn nó giống như một tấm kiếm, chứ không phải là cái loại kim loại. Nó không giống như kim loại bình thường. Kim loại ví dụ như đồng dẫn nhiệt rất nhanh nhưng mà giảm nhiệt rất chậm. Do đó quý vị, khi mà nó nóng lên quá thì cái dây đồng nó bị đứt ra. Nếu mà trường hợp nóng quá, nó sẽ bị đứt ra và chúng ta sẽ mất thời gian, chúng ta sẽ tốn công rất là nhiều. Những cái loại kim loại bình thường thì quý vị, chất bán dẫn tức là semiconductor thì nó dẻo hơn và nó giảm nhiệt nhanh hơn, nhưng đồng thời nó dẫn nhiệt cũng nhanh hơn. Thì quý vị, đây là một trong những cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta thực hiện bất kỳ một cái máy móc nào, từ robot, xe cộ, máy computer cho tất cả những cái server. Thì quý vị, chất bán dẫn tức là semiconductor và chip điện tử là hai cái loại cái kỹ thuật, tức là hai cái loại thiết bị mà nó quan trọng nhất, không thể thiếu được, nhất là khi phát triển về AI. AI tức là trí tuệ nhân tạo, nói nôm na là nó thay thế con người rất là nhiều thứ. Thứ nhất là tất cả nó tổng hợp thông tin nhanh hơn, và thứ hai nó giúp quý vị có thể điều khiển tất cả những thứ mà không cần tới sức con người. Thì quý vị, đại khái của chữ trí tuệ nhân tạo, chữ AI tức là artificial intelligence, tôi giải thích một cách gọi là đơn giản cho quý vị thấy. Ví dụ ở trên cái ChatGPT, nó là một cái hình thức của AI. ChatGPT bây giờ nó được phát triển bởi nhiều công ty kỹ thuật của Hoa Kỳ, trong đó quý vị có thể đặt câu hỏi và nó trả lời quý vị trong vòng vài giây đồng hồ, có thể rất nhanh, trong vòng một giây đồng hồ, hai ba giây đồng hồ nó trả lời cái câu hỏi của quý vị cho bất kỳ một vấn đề nào trên thế giới. Thì quý vị, để trả lời câu hỏi này thì cái AI tức là cái ChatGPT nó phải tổng hợp tất cả thông tin trên internet liên quan tới vấn đề quý vị hỏi, và nó tổng hợp lại và nó sắp đặt thành một câu trả lời cho quý vị, để trả lời cho quý vị bất kỳ một câu hỏi nào. Ví dụ quý vị hỏi ông Trần Nhật Phong là ai, hay là quý vị hỏi là đài TNP là như thế nào trên YouTube, thì nó sẽ tổng hợp tất cả những cái clip của tôi hoặc là những cái gì liên quan tới cái chữ TNP này trên mạng internet, nó tổng hợp lại để nó có một cái câu trả lời cho quý vị. Và để tổng hợp tất cả những cái này thì cái kho dữ liệu này nó nằm ở trên internet, đặc biệt là bên Google hay là Apple hay là Facebook hay là trên những cái mạng xã hội, nó có rất nhiều thông tin liên quan tới cái vấn đề của việc muốn hỏi.